quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trường Giang, Harry Won làm 10 đồng thì còn nguyên, thậm chí là 11 đồng vì lấy thêm của chồng. Tiền Harry Won làm ra không xài mà chỉ xài tiền của chồng, Trường Giang hài hước tố Harry. Mới đây trên kênh Việt Giải Trí đăng tải một clip quay lại cảnh Trường Giang, Harry Won, Nam Thư đang ngồi tán gẫu hậu trường một chương trình. Đang trò chuyện thì Trường Giang quay sang hỏi Harry Won, anh hỏi thật, một tháng em tiêu hết 3 triệu không hay 3 triệu rưỡi? Ý nói Harry Won tiết kiệm. Harry Won nghe thơ đáp, có chứ anh, em tiêu cũng nhiều, riêng đi quay là phải đi ráp rồi, em không biết lái xe. Trường Giang đổ cho Harry Won tại em làm biếng thôi chứ em có tài xế mà. Harry Won thành thật chia sẻ, nhưng tài xế dạo này tuyển khó lắm, mới tuyển được một người, em chưa tuyển được cho em. Hiện tại vợ chồng em xài chung một tài xế, ai cần thì người đó xài. Trường Giang nghe vậy liền chọc Harry Won về tính tiết kiệm, anh nói, ngay cả dùng điện thoại Harry Won cũng chỉ gọi qua mạng internet thôi, chứ đâu dám gọi vào số. Mà ở Việt Nam thì Harry Won chỉ gọi cho chồng, mẹ, quản lý, trợ lý, danh sách không quá 5 người, người khác thì toàn nhắn tin. Lâu lâu có chuyện gì Harry Won lại nháy máy tôi hỏi, anh Giang ơi em Harry nè. Thế là tôi phải gọi lại, đứa giàu nhất trong đám này không ai khác chính là Harry Won. Tiền làm ra Harry Won không xài mà chỉ xài tiền của chồng. Vậy hỏi tiền để đâu, để ở ngân hàng chứ ở đâu. Harry Won làm 10 đồng còn nguyên 10 đồng, thậm chí 11 đồng vì lấy thêm của chồng 1 đồng nữa. Nam Thư ngồi cạnh liền tiết lộ thêm, ngày xưa tôi cũng vậy đó, tiền tôi kiếm về đều đắp thẳng vào ngân hàng một cục, rồi ngày nào gặp người yêu cũng xin 500 ngàn 1 triệu đổ xăng, ăn uống, chứ không tiêu gì hết. Thế mà rồi một ngày cũng hết. Trường Giang gạt đi và nói, hết là do em mua nhà, mua xe chứ tiêu gì đâu mà hết. Còn Harry Won, nó bảo bao ai là ngang ngửa chí tài đấy, em ruột chí tài mà, Harry Won mà còn bao ai là người đó điêu tàn. Nam Thư nghe vậy liền hùa với Trường Giang chọc Harry, tôi kể cho mọi người nghe, ví dụ tôi muốn quay cảnh mưa, tôi chỉ việc rủ Harry Won đi ăn rồi đưa tiền cho Harry Won, để cô ấy cầm tiền trả, chứ không cần bắt Harry Won mời. Thế là hôm sau mưa luôn. Bị hai đồng nghiệp trêu chọc tính tiết kiệm của mình, Harry Won chỉ biết thốt lên, mắc đi toilet quá à.